Lại là em đây, Sốc Loa điều khiển từ xa giá rẻ. Có một lời chào, lời kính chúc sức khỏe tất cả các bác đam mê bắn máy trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác 6 mẫu loa đang được các bác tin tưởng rất chi là nhiều. Thì các bác nào chưa có loa, loa nội hoặc loa muốn lên thời loa, loa muốn mua loa thì em sẽ theo dõi hết video nhé. Em sẽ giới thiệu mẫu loa nào thì em sẽ báo giá công khai luôn và có cân đối tài chính để có thể sở hữu cho mình một loa bên em nhé. Thì kiện thay thế. Đấy, các bác nào đò mo hoặc điều khiển của loa loa Q92, Q93, AT100, 101 mà bị hư điều khiển thì bên em cũng bán rời điều khiển hoặc là cái đò mo các nhé. Đấy, một cái điều khiển là một cái đò mo này thì bên em đang bán với giá là 250.000 đồng bao ship các nhé. Đấy, pin dự phòng. Các bác mà đi mua, các bác mua loa về mà dung lượng loa mà được tầm độ 8 đến 9 tiếng mà các bác muốn loa tăng thêm cái độ thời gian mình sử dụng ấy thì các bác nên tham khảo cái mẫu pin dự phòng này. Thì mỗi pin dự phòng này thì bên em đang bán với giá 130.000 đồng khi các bác mua theo loa nhé. Đấy, pin dự phòng này các bác sạc đầy, các bác dùng được tầm độ thêm được 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Đấy, nghe điều khiển WS thì bên em bán rồi, điều khiển WS 889 là 998 thì bên em cũng có đủ các nhé. Thì điều khiển này là 150.000 đồng bao ship các nhé, khi các bác mua theo loa là 130.000 đồng. Đấy, pin thay trong loa Q92, Q93, WS 889 thì đầy đủ coi nhé. Đấy, WS 889 thì 130.000 đồng một quả pin bao ship coi nhé. Đây, túi này là túi may thủ công, em giới thiệu luôn. Túi may thủ công này thì là may rất chi là chắc chắn và trong này có hai lớp các bác đựng loa AT100, 101. Đấy, rất chi là đẹp. Có lỗ thoát tiếng xịn sò ở đây. Thì túi này thì bên em đang bán với giá là 100.000 đồng bao ship các bác nhé. Đấy, các bác mua theo loa này đầy đủ các phụ kiện bán dài các bác nhé. Thì cũng không để mất nhiều thời gian vàng ngọc của các bác nữa. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết 6 mẫu loa. Em sẽ giới thiệu cái mẫu loa đầu tiên là cái mẫu loa WS889, hàng loại 1 phiên bản hàng loại 1 của công ty Samsung đấy các bác nhé. Thì mẫu loa này thì bên em đang bán với giá 420.000 đồng. Và thẻ nhớ thì thẻ nhớ 4GB. Thì trong chương trình giới thiệu tháng 8 này thì để tri ân khách hàng thì bên em sẽ giảm giá 50% khi các bác mua thẻ nhớ nhé. Đấy, thẻ nhớ bên em đang bán 80.000. Trong tháng 8 này em khuyến mại cho anh em giá chỉ còn giá là 40.000 đồng cái thẻ nhớ 4GB ạ. Các bác không nghe nhầm độ, cái thẻ nhớ này thì em đã nhập vào tầm độ 60.000 rồi, 60-70.000 gì đấy. Đấy, thì có thời điểm nhập nó cao hơn, thì tại thời điểm này thì em đang nhập với giá là 70-80.000. Thì em sẽ bán cho anh em với giá là chỉ còn 40.000 đồng. Đấy, chương trình khuyến mại áp dụng đến hết tháng 8 các nhé. Đấy, các bác nhanh tay đặt. Các bác nào muốn tham khảo mẫu loa nào cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác nhé. Thì đây em sẽ bật cái nguồn của loa WS này lên. Đấy, loa loại 1 ở chế độ bao ship quá xịn sò các bác nhé. Xịn sò con bò nhé. Đây, các bác phải ấn chữ play thì loa nó mới chạy nhé. Các bác ấn điều khiển, các bác ấn thân loa cũng được. Tiếng thì rất chi là nhiều loại tiếng ạ. Đấy, thì cái loa này thì bên em đang bán giá 420.000 đồng bao ship. Đấy, các bác muốn tham khảo mẫu loa cao cấp hơn thì có các nhé. Có mẫu này là Daily Q93, mẫu này là tiếng Anh các nhé. Còn đâu bây giờ những loại Daily Q92 tiếng tàu hoặc là những phiên bản thấp hơn rất chi là nhiều các nhé. Đấy, các bác tìm một shop bán hàng online uy tín để mình mất đồng tiền bát gạo, có bỏ ra có mua được những cái loa chuẩn chỉ về mình đi đánh chim rất chi là ok. Còn đâu những hàng loại 2, loại 3, những cái loa tiếng Trung ấy thì là âm thanh nó sẽ kém hơn thì giá thành nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Đấy, tiền nào của ấy rồi, giá thành luôn luôn đi đôi với chất lượng rồi. Thì cái loa Daily Q93 này thì bên em đang bán giá 680.000 đồng bao ship tận nhà các bác nhé. Đấy, phụ kiện này đi theo loa đầy đủ các bác nhé. Khi các bác mua theo loa, phụ kiện những gì thì đây một cái túi đeo loa này và một cái cục sạc này và một cái điều khiển các bác nhé, và mic nói này đầy đủ các bác. Nói chung mua loa thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Em sẽ giới thiệu mẫu loa thứ ba là mẫu loa Daily Q92. Đấy, mẫu mới của năm 2022. Mẫu này có Bluetooth và một phiên bản là không Bluetooth. Đấy, tất cả bằng tiếng Anh các bác nhé. Pin là 2200 mAh. Đấy, các bác dùng được tầm độ 11 đến 13 tiếng đồng hồ. Đấy, âm thanh Daily Q92 này suốt một thời gian dài vừa qua các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Thì mẫu này có Bluetooth là bên em đang bán giá 8 tiền bao ship tận nhà các bác nhé. Đây là mẫu loa Daily Q92 là không Bluetooth, đây có Bluetooth. Nói chung chức năng vẫn thế các bác nhé. Thì mẫu này thì bên em đang bán với giá là 820.000 đồng bao ship tận nhà các bác nhé. Em sẽ giới thiệu cái mẫu loa thứ
cho anh em nhé. Mẫu loa thứ 5 cho anh em đi. Đây là mẫu loa AT101, mẫu này là phiên bản mới nhất của năm 2022, có Bluetooth các bác nhé. Đây có hai nút, loa AT101 là có hai nút. Đây, thiết kế rất chi là nhỏ gọn và âm thanh rất chi là chuẩn đúng không ạ? Mẫu loa AT101 này thì pin nó cũng 4000 mAh. Đây, tương đương các bác dùng 15-16 tiếng đồng hồ rồi. Pin là 4000 mAh, công suất là 180W các bác nhé. Thì mẫu loa AT101 này rất chi là nhỏ gọn đúng không ạ? Mẫu loa AT101 này thì bên em đang bán với giá là 800.000 đồng, đã tiền bao xiên tận nhà các bác nhé. Em sẽ giới thiệu mẫu loa cuối cùng. Đây, trên tay em đang cầm đây là một cái mẫu loa AT100 có Bluetooth phiên bản mới nhất của năm 2022. Đấy, rất chi xịn sò rồi. Công suất là 280W, pin là 4000 mAh. Đấy, các bác biết là công suất 280W nó rất chi là to đúng không ạ? Nó to gấp rưỡi cái loa AT101 rồi. Đấy, AT100 mà có Bluetooth, các bác cắt bắt Bluetooth với điện thoại để mình thưởng thức những bài nhạc hay nhất, rất chi là ý nghĩa và hiệu quả các bác nhé. Thì mẫu loa này thì bên em đang bán với giá là 900.000 đồng, đã tiền bao ship tận nhà các bác nhé, 900.000 đồng. Đấy, thì sau đây em sẽ tổng hợp lại và em sẽ báo giá cụ thể chi tiết sau mẫu loa một lần nữa nhé. Huawei S898 hàm loại 1 thì bên em đang bán giá 420.000 đồng, Q93 giá là 680.000 đồng, Q92 giá là 780.000 đồng, không Bluetooth là có Bluetooth là 820.000 đồng. Đấy, AT101 giá là 800, AT100 giá là 900. Đấy là 6 mẫu loa em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác đang quan tâm mẫu loa nào thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại bên em. Các bác cần hình ảnh video chi tiết hơn thì các bác có thể kết bạn Zalo để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc loa giá cả hợp lý nhất thị trường hiện nay nhé. Vâng, một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.